Không phải là một chiếc điện thoại nào trên kênh cũng sẽ làm chiếc điện thoại phổ biến, cũng sẽ là chiếc điện thoại nhiều anh em mua, cũng sẽ làm chiếc điện thoại mà cộng đồng người sử dụng đông đảo. Nó sẽ có những cái chiếc máy mà khá độc dị. Tuy nhiên chính vì cái mức độc dị của nó nên là các bạn cầm ra đường gần như các bạn không ai biết các bạn sử dụng máy gì luôn. Đấy, và các bạn nhìn phần mặt sau này liên tưởng đến sản phẩm gì. Với cá nhân của mình thì mình thấy nó khá giống với cả chiếc Redmi Turbo 3, khi có một cái cụm cam được làm nổi bật, to và nhìn khá sang. Đây là chiếc Huawei MyMang 20 nhá. Thực ra nó cũng là một cái chiếc điện thoại mà theo cái dạng là trong cái tầm giá rẻ. Đấy, thì mình muốn chia sẻ cho các bạn là một cái chiếc máy mà nó hơi lạ lạ độc dị như thế này thì nó được trang bị những cái tính năng gì. Anh em đừng quên nhấn nút đăng ký cũng như bật nút chuông để nhận thông tin về video mới nhất nhá. Huawei MyMang ấy, nó là một cái dòng sản phẩm của Huawei dành riêng cho thị trường chung. Tuy nhiên là xách tay về Việt Nam thì chúng ta vẫn có thể cắm sim sóng một cách hoàn toàn bình thường nhé. Rồi điểm nổi bật nhất của con MyMang 20 có thể kể đến là cái thiết kế của máy. Đây là logo của MyMang nhé. Thực ra nó vẫn là của Huawei thôi. Đấy, chẳng qua nó là một cái nhánh riêng. Giống như kiểu là Huawei thì các bạn sẽ có thêm nhánh Honor. Đấy, Xiaomi các bạn có nhánh Redmi kiểu như vậy. MyMang nó là một cái nhánh riêng. Cũng cam đây. Được làm rất đẹp đúng không? Thiết kế khá giống với cả Turbo 3. Đấy, mặc dù con này thì ra mắt cũng được gần một năm rồi, nhưng mà thiết kế của máy vẫn ok. Khung của con này thì là khung làm vuông anh em nhé. Đấy, khung vuông ván hay sim thì đặt phía trên luôn, chứ không phải đặt phía dưới. À, không, cũng không phải đặt bên hông luôn. Khá đặc biệt, mình thấy là cái viền của máy cũng rất mỏng anh em nhé. Đó, nếu mà mình che cái cằm đi ấy, thì em thấy là nó quá flagship, nó quá là ấn tượng luôn. Mặc dù là cái giá của nó thì đâu phải là cao đâu, nó chỉ có nhỉnh 3 củ thôi. Tấm nền của chiếc điện thoại này thì nó không phải là OLED hay là AMOLED. Các bạn sử dụng một cái màn hình là IPS LCD. Kích thước rất rất lớn nhá. 6,78 inch đủ để cho anh em xem phim, anh em đọc báo nhìn nó không bị khó chịu. Full HD cộng. Tần số quét là 120. Thì cái chất lượng hiển thị của bọn Huawei mà giá thấp thì nó như thế nào? Với mình thì nó cũng gần gần như những chiếc điện thoại khác đến từ thương hiệu Xiaomi, Realme hay là Oppo thôi. Nhìn chung là anh em có một cái màn hình độ sáng ở cái mức vừa phải, độ sâu cũng ở cái mức bình thường thôi, chứ không thể nào mà tốt được như AMOLED hay là OLED được. Cái này là đặc trưng tấm nền của IPS LCD rồi. Tuy nhiên thì IPS nó sẽ có một cái đặc tính là các bạn sử dụng lâu thì nó không bị ám màn, nó không bị lưu icon. IPS mà nó đèn nền lúc nào nó cũng phát sáng, chứ nó không kiểu tắt bật như OLED bật những cái tab nhỏ như thế này. Mình nghĩ cái này thì cũng có nhiều chiếc điện thoại mà được trang bị thôi, kiểu như vậy. Loa của nó thì mình nhớ không nhầm nó chỉ có một loa thôi, nhưng mà loa của bọn giá tầm trung này thì thường rất là to. Loa bọn này thì rất là to luôn. Nó sẽ sử dụng con chip là 4 Gen 1, có hỗ trợ 5G và đặc biệt là RAM 8GB, bộ trong 256GB anh em nhé. Đấy, bộ trong của máy rất là to luôn. Bọn này thì cũng giống khá nhiều những cái sản phẩm của Huawei, là anh em có thể sử dụng những dịch vụ Google qua Gbox đấy, hay là tất cả những cái ứng dụng APK cài bên ngoài vào thì anh em có thể tải qua APK Pure hoặc là Aurora Store. Nếu anh em nào sử dụng quen cái kiểu Gbox đấy thì nó cũng đơn giản thôi, Gbox, Gspace. Còn anh em nào mà chưa biết cài đặt thì mình cũng sẽ cài đặt cho sẵn nhé. Cái Aurora Store là cái này này, anh em Huawei rất hay dùng cái này luôn. Em nói thì sử dụng một cái camera là 64 chấm. Đây, cái giao diện thì các bạn có thể thấy là nó giống hệt xong cả Huawei thôi. Đó. Nó trong tên nó là MyMang, nhưng mà thực tế thì nó chính là Huawei, chứ nó cũng chả phải ai khác cả. Giao diện thì nó cũng chính là Harmony OS. Nó không để Harmony OS thôi, chứ còn thực ra là dùng nó là Harmony OS thật sự. Và trong phần cài đặt anh em còn thấy một đống cái chữ là Huawei Assistant rồi Huawei Wireless Payment. Đó, nó làm chiếc điện thoại của Huawei thôi nha. Giao diện này thì đối với cá nhân của mình thấy là khá mượt mà. Huawei họ làm cái giao diện tương đối tốt. Cam thì đương nhiên rồi, một cái chiếc điện thoại mà trong cái tầm tiền mà không phải là quá thì cái chất lượng camera ở cái mức là trung bình khá thôi anh em nhé. Đây, selfie của nó đây. Rồi, Huawei MyMang 20 5G thì chúng ta được trang bị một cái viên pin là 5000mAh. 5000 của Huawei thì anh em cũng yên tâm là nó sử dụng khá tốt. Bọn này thì được cái là về cái chế độ chờ ấy, rất ok. Mình cũng sử dụng qua tương đối nhiều dòng Huawei rồi. Ví dụ để wifi ấy, không cần phải tắt dữ liệu di động ấy,
thì khả năng chờ nó tốt hơn so với cả là đại đa số những chiếc Android khác ở trên thị trường. Ok, đây là chia sẻ nhanh của mình về chiếc Huawei Mate 20 5G, một con máy mang dáng dấp của một chiếc điện thoại flagship đúng không? Nhìn nó cũng rất là đẹp và trong phân khúc giá là hơn 3 củ. Cái mức giá này thì mình thấy là nó là một con máy theo dạng là trải nghiệm thôi. Tức là anh em mong muốn một chiếc máy mà của Huawei, đấy, cái giao diện Huawei, rồi thì cái cách tiết kiệm pin của Huawei, màn hình thì cũng tần số quét 120, ROM lên tới là 256GB. Đấy, để trước khi anh em lên những cái con máy Huawei đắt tiền khác, tất cả những sản phẩm mình trên tay thì mình đều có bán nhá. Anh em có thể nhắn tin qua mình ở Facebook hoặc Zalo. Ngoài Huawei ra thì còn những cái thương hiệu khác, ví dụ như là Xiaomi, Realme, Oppo, OnePlus. Anh em có thể nhắn tin ở cái phần dưới mô tả cho mình nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.